Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD mới đầu tuần lên sóng vào mỗi tối thứ hai trên kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Trước khi bắt đầu khám phá những album mới về và đặc sắc của tuần này thì em xin mời các bác cùng chơi mini game đoán số trúng thưởng với em nha. Mọi người hãy comment giúp em tối đa là 5 lần ba chữ số cuối của cái tờ 500 ngàn này. Nếu mình đoán trúng cả ba chữ số thì em sẽ tặng cho mình là ba CD trị giá là 400 rưỡi. Ngoài ra chỉ cần đoán trúng hai chữ số thôi là mình vẫn được tặng một CD trị giá 100 rưỡi nhá. Kết quả thì em sẽ công bố vào tối thứ sáu tuần này trong chuyên mục CD yêu thích phần thứ 52 nha. Các bác cứ tích cực comment đi, thể nào cũng trúng giải đi ạ, bởi vì vừa tuần trước thôi là cũng có anh khách đã trúng giải đặc biệt đúng không nào? Mọi người nhớ giúp em là ấn thích video này này, ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube bên em và bình luận tối đa 5 lần nhé, ba chữ số cuối của tuần 500. Trở lại với những cái album đặc sắc của tuần thì em sẽ điểm danh qua để cả nhà nắm được trước nha. Cái trong đầu tiên ta sẽ đến với một số những cái chương trình acoustic mới phát hành, đặc biệt là có cái bản ngàn thu áo tím rất là nhiều audio file đang mong chờ này. Có những cái chương trình bên này sẽ là những cái album nhạc vàng hải ngoại khá là quen thuộc cho bác nào muốn sưu tầm lại. Một số những cái album nhạc hòa tấu guitar, saxo có cả nhạc Việt và cả nhạc nước ngoài. Xuống tới hàng thứ tư, ta sẽ đến với một số những cái chương trình nhạc tình ca của hải ngoại này và của cả những cái nhạc sĩ trong nước như là Phú Quang, Dương Thụ rồi thì Trần Tiến nữa. Bên này thì em sẽ để dành thời lượng cho cái phần cuối clip, đó là những cái bộ đĩa nhạc nước ngoài, trong này sẽ là bốn cái chương trình nhạc acoustic rất là hay, nhẹ nhàng, cũng như là bốn cái chương trình có tên là Favorite Song. Thì cụ thể như nào thì đến cuối clip ta sẽ cùng khám phá nhé. Mọi người quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhặt đúng đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897, giúp em nhận ship sâu đây từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700 ngàn. Bạn nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và chương trình đầu tiên mở bát ngày hôm nay sẽ là Ngàn Thu Áo Tím. Đây là cái album mới tinh vừa phát hành của Gia Định Audio. Trước đây thì cách đây khoảng vài năm thì album này đã được phát hành dưới định dạng đĩa than, đĩa vinyl, nhưng mà cái số lượng họ bán ra rất là giới hạn thôi, và đến tận bây giờ thì hãng họ mới quyết định là bán cái phiên bản CD của Ngàn Thu Áo Tím. Thực sự là âm thanh trong này quá là tuyệt vời luôn, hòa âm phối khí rất là bay bổng nhẹ nhàng với cái phần hòa âm của Đức Chí, qua tiếng hát của những ca sĩ như là Hương Giang này, Quang Dũng, Ý Lan và Thanh Long Bass, Tương Tư Bốn, Mộng Sầu, Nghe Những Tàn Phai, rồi thì Ngàn Thu Áo Tím, Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Mùa Thu Cánh Nâu. Đặc biệt là trong này có bổ sung thêm một số những ca khúc mà cái bản đĩa than trước đây chưa có, như là những cái bản hòa tấu không lời, nghe rất là hay và êm dịu nha. Bạn nào mà thích nghe acoustic chậm rãi thì không nên bỏ qua Ngàn Thu Áo Tím. Đây là một trong những cái chương trình trong nước mà anh đánh giá là chất lượng thu âm cực kỳ cao, không có gì để chê về Ngàn Thu Áo Tím cả. Bây giờ thì đĩa than là không mua được rồi, cho nên mình có thể mua CD nha, 250 đến chính hãng của Gia Định Audio. Nguyễn Ánh Chín, Lặng Lẽ Thiếu Dương Cầm cũng là cái album vừa phát hành của Gia Định trong cái thời gian gần đây. Đây sẽ là một cái album chọn lọc những ca khúc rất là hay của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín qua tiếng hát của Diệu Huyền, Thụy Long, Trọng Bắc và Hương Giang. Em có cả phiên bản đĩa than chính hãng này và cả phiên bản CD chính hãng, đang giao đồng giá nhá. Cái này là cũng là 250 nhá, giống như là Ngàn Thu Áo Tím, cũng rất là hay, acoustic nhẹ nhàng. Một cái chương trình nữa lại là acoustic, nhưng mà đây là hai giọng ca khá là độc lạ của cái làng nhạc nhẹ gần đây, đó là Duy Hưng và Hương Giang, với những cái nhạc phẩm của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức. Trong này thì toàn bộ là những ca khúc mới nhá, tiếng rất là hay. Bác nào mà thích nghe giọng ca của đây là gọi gì nhỉ, sầu nữ phòng trà Hương Giang đúng không nào, và nhất là giọng nam của Duy Hưng nghe cũng rất là trầm ấm, tình cảm, nghe nhớ thương nhau. Em đang giao là 200 ngàn, địa chính hãng của Audio Space nhá. Một album acoustic nữa cũng mới về, đó là Lệ Quyên, những nhạc phẩm được hòa âm của Hoài Sa, Mong Manh Tình Về. Các bác xem thử lít bài giúp em: ta đã từng yêu, mong manh tình về, và đường xưa, và không còn nợ nhau, ngày mai em rời xa, xin lỗi, mùa đông sắp đến trong thành phố. Những cái bản hit rất là mới, và đặc biệt là cái bản Mong Manh Tình Về ở trên TikTok đợt trước là cũng rộ lên đúng không nào, rất là hot. Lê Cát Trọng Lý có mặt với một album trong này. Đây là một giọng ca cũng không phải mới, nhưng mà em nghĩ là với những bác trung trung tuổi thì có thể là chưa nghe bạn Lê Cát Trọng Lý này hát. Một giọng hát rất là nhẹ nhàng, rất là vô tư, và những ca khúc trong này cũng toàn là những cái bản mà do chính Lê Cát Trọng Lý sáng tác. Trong này thì em thích nhất là Tranh Vênh, rất là hay, rất là quen của cái bạn này này. Có Chuyến Xe này, có Cơn Bão Nghiêng Đêm, có Tranh Vênh hay là Giấc Mộng Lớn, Mùa Yêu. Đa phần là Lê Cát Trọng Lý tự sáng tác những ca khúc này, hát cũng kiểu nhẹ nhàng thôi. Em đang giao là 150 nhá, Lệ Quyên cũng là 150 nhá.
Ở toàn bộ clip ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng những ca khúc trong cái album Nguyễn Ánh Chí này nha. Thực sự là nghe từ phiên bản đĩa than sang CD vẫn bị phê. Những cái các bài trong này, các ca sĩ hát quá là tuyệt vời, và nhất là phần hòa âm làm rất là hay. Ở bên này thì hôm nay thì em lại cho mọi người xem điểm danh lại một số những cái chương trình nhà vàng hải ngoại quen thuộc. Nếu mà trong những clip trước các bạn đã bỏ lỡ thì điển hình không thể bỏ qua Hương Lan Nụ Hoa Nhỏ rồi. Cả phiên bản đĩa xịn em đang có nha, và cả phiên bản F1 ngày hôm nay em đang giao là 150. Đĩa xịn thì phôi cao cấp nhất sẽ là 700 ngàn của Nụ Hoa Nhỏ. Chúng bạn nào thích sưu tầm nha. Nụ Hoa Nhỏ thì không phải giới thiệu rồi, một trong những cái chương trình kinh điển, album để đời của Hương Lan. Hòa âm phối khí phải nói là tuyệt vời. Nhất là trong này có hai bản song ca với cả Tuấn Vũ nữa. Em đang giao đồng giá 150 nhá. F1 phối đúc lòng trắng chất lượng cao. Đôi mắt người xưa cũng không cần phải giới thiệu nhiều đúng không nào? Đang có sẵn hàng nhá, những cái chương trình nhạc vàng quen thuộc như này. Đây là cái phối F1 các bác có thể xem qua. Phối đúc lòng trắng, tiếng rất là tốt. Còn phiên bản đĩa xịn thì em đang giao là 320. Phối sọc Mỹ. Đây là phiên bản F1 thì giá nó vừa tiền hơn nhưng mà chất lượng rất là ok. Huế Mùa Xương với Tam Ca, Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan. Cái đĩa này thử tiếng chép rất là sáng, rất là nhuyễn nhá. Em rất là thích thử album này cho những cái dòng loa cổ ấy. Nghe ôi trời ơi, âm chép nó tơi, nó sáng vô cùng. Mà bác nào mà thích nghe cả phiên bản đĩa xịn em cũng có nhá. Đĩa xịn sẽ là phôi sọc, nó cao cấp hơn. Còn đây là phiên bản F1 150. À, Chế Linh hát cho người tình phụ. Có cả F1, có cả xịn nha. Đây là F1, nó không có tem bên ngoài. Phôi bên trong cũng chưa là phải là phôi xịn chủ chính hãng, nhưng mà em nghe chất lượng thấy cũng rất là khó để phân biệt, thì các bác có thể tham khảo. Bên em thì luôn có sẵn cả phiên bản xịn hoặc là phiên bản đĩa cao cấp hơn. À, phiên bản đĩa rẻ hơn nữa, cho các bác mình chơi theo cái nhu cầu kinh tế. À, một mai rớt từ vũ khí không thể bỏ qua của cố ca sĩ nhạc sĩ Duy Khánh, một trong những album kinh điển rồi. Qua Cơn Mê, Xuân Nào Con Sẽ Về, hay là Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương, Xuân Này Con Không Về, Một Mai Dã Từ Vũ Khí. Cái chương trình này có cả đĩa xịn nha. Phôi xịn thì thực sự là bên trong nhìn nó cũng khác cái phôi F1. Đây là phôi F1 thì nó chỉ in đơn giản như này thôi, 150 thôi. Nhưng mà phôi xịn thì các bác có thể phân biệt qua cái sọc ở trong lòng phôi này, và bên ngoài của Làng Văn thì bao giờ nó cũng có tem của Làng Văn nữa. Thì cái xịn kia là 280 nhá. Còn F1 ở đây thì là 150. Trừ vụ nó vào tôi. Album quốc dân rồi, thử loa bát chép rất là căng. Cái này phiên bản xịn hơn thì em đang giao là 300 mấy nhỉ, 350. Còn cái phiên bản F1 thì nó vừa vừa tiền thôi, vẫn là 150. Phối đúc như này, toàn bộ là đĩa mới tinh ở nhà nhá. Hồng Trúc 7, Cây Đắng Bờ Môi, một trong những cái tuyệt phẩm thử loa. Mỗi tội là phiên bản này thì không có đĩa xịn đâu. Em đang chờ hãng họ tái phát hành lại, nhưng mà chắc là cũng rất là lâu nữa họ mới phát hành lại cái phiên bản xịn. Thôi mình cứ chơi tạm F1, tiếng vẫn quá là phê rồi. Phần hòa âm thực hiện của ca dao, hòa âm của Minh Kiệt này, Thành Lưu, thâu âm là Trung Tử Lưu. 150 nhá. Đấy là một số chương trình nhạc vàng khá là kinh điển em quay lại để mọi người nếu mà mình vô tình bỏ lỡ mình có thể tham khảo luôn. Hôm nay thì em có sưu tầm cho mọi người trong tuần này rất là nhiều những cái chương trình nhạc hòa tấu không lời. Mình đổi gió một chút nhá, hòa tấu guitar cà phê sáng có 2V nhá, vôn 1, vôn 2 thì đều hay cả và nó không trùng bài đâu. Và các bạn lưu ý rằng là cái hòa tấu này, cái guitar này của cà phê sáng này nó sẽ gồm có một bài thôi, một track thôi, và nó kéo dài thời lượng tầm khoảng 60 hay đến 80 phút gì đấy. Nói chung là mình để mình nghe, mình thư giãn hết buổi sáng là vừa, mình còn đi làm việc khác nữa. Cà phê sáng, guitar có một bài thôi nhá, một track thôi nhá. Các bác thích đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em để em soạn đĩa cho mình. À, số anh những ship số đây từ 3 đĩa trở lên. Mình phải ship từ 700 ngàn, bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Đây là hai cái chương trình em thử máy tiếng cũng rất là phê, bởi vì các bác có thể hình dung là những cái chương trình hòa tấu guitar này mình cũng có thể bắt gặp ở đâu đấy ở trên YouTube rồi. Thì phiên bản đĩa CD này thì nó chất lượng tiếng nó sẽ tốt hơn, mà đặc biệt là không bị quảng cáo nữa. Guitar Vô Thường, Một Cõi Đi Về. Vô Thường thì chơi rất là nhiều chủ đề, nhưng mà đây là cái chủ đề mà em bán rất là chạy, đó là những cái nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn với Một Cõi Đi Về này, Nắng Thủy Tinh, Nguyệt Ca, Chiếc Lá Thu Phai, Tình Sầu. Và Vô Thường chơi thì phần lớn là kiểu hòa tấu nhá, nó sau này sẽ bên cạnh tiếng guitar là chủ đạo thì có cả nhiều cái nhạc cụ khác nữa, nhưng mà đa phần là nghe vẫn thấy rất là hay, nhẹ nhàng.
Hòa tấu guitar cũng là nhạc Trịnh, nhưng mà cái này thì em không rõ là nghệ sĩ nào chơi. Album tên là Hạ Trắng, thậm chí là có lead bài khá là nhiều, tận tận 20 bài. Bình thường những cái đĩa khác chỉ tầm hơn chục bài thôi. Đĩa này thì em cũng đã nghe qua thử rồi nha, chất lượng cũng khá là ok, nhưng mà em vẫn thích Vô Thường chơi hơn. Có thể một phần là do những cái album của Vô Thường được thu âm tại hải ngoại cho nên là chất lượng tiếng có vẻ cũng sẽ xịn sò hơn à. Hòa tấu của Paul Moriarty, đây là chơi piano. Hôm nay thì lẽ ra sẽ đông đủ hơn, trọn vẹn hơn nếu mà có thêm cả những cái chương trình của Richard Clayderman đúng không nào, đều là hai nghệ sĩ piano nổi tiếng nước Pháp. Trong này thì có tổng cộng 20 bài, những cái bản hay nhất của Paul Moriarty đều là những cái bản nhạc tình rất là quen thuộc của thập niên 80, 90. Trong này thì Paul chơi cả love song, chơi cả những bản classic vì nó là chọn lọc mà, toàn là bài quen thôi nhá. Trăm rưỡi đồng giá nhá. Kenny G chơi saxophone, ông hoàng saxophone thế giới rồi. Từ cái bản Going Home là bật lên thôi là bao nhiêu người con xa xứ nghe cảm thấy xúc động đúng không nào? Hay là có Forever in Love này, You Raise Me Up này, Yesterday, những cái bản rất là thành công của Kenny G. Cái này là trăm rưỡi. Kenny G hiện tại thì em còn có khoảng hai album khác nữa, nhưng mà đây sẽ là cái album bán chạy nhất, những cái bản mà quen thuộc nhất. Forever in Love nha, trăm rưỡi. Hôm nay thì có thêm cả một nghệ sĩ saxo trong nước, đó là Trần Mạnh Tuấn, đương nhiên rồi, không thể bỏ qua Trần Mạnh Tuấn được. Đây là những cái chương trình chơi nhạc Trịnh nhá, toàn bộ là Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc Trịnh, tổng hợp 11 bài. Nhưng mà hay nhất vẫn trong này có là Hạ Trắng với cả Biển Nghìn Thu Ở Lại, là hai cái bài em thấy rất là nhiều khách hỏi. Ngoài ra thì Trần Mạnh Tuấn còn có một album nữa là Đường Về Quê Hương, cái à quên chứ, Về Quê, cái đấy là những cái bản nhạc tình rất là hay, nhạc về quê hương, thì các bác có thể mua cả hai bản. Và ngoài ra saxophone trong nước thì hiện tại em có cả Lê Tấn Quốc này, với cả Duy Mạnh nữa, hát cái chơi cái bản saxo cô đơn rất là hay. Xuống dưới đây thì em có thêm một số những cái chương trình nhạc tình ca. Bác nào mà không thích nghe bolero, xến sẩm, không thích nghe nhạc vàng thì chơi tình ca như này. Thì đây là một album tổng hợp nhạc của Dương Thụ, chắc là không còn xa lạ gì với những khán giả thế hệ 8X, 9X. Thì cái bản nhạc của Dương Thụ thì đa phần là về tình yêu lứa đôi rất là đẹp, rất là trong sáng, như là Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Cửa Sổ Mùa Đông, Gọi Anh, Đánh Thức Tầm Xuân, Vẫn Hát Lời Tình Yêu và Tháng Tư Về các thứ. Và trong này thì đa phần là những cái ca khúc từ hồi xưa nhá, thu từ hồi xưa nó mới hay, của những cái thời đỉnh cao Thanh Lam này, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều các thứ đấy, Hà Trần đấy, đó toàn là những diva đây rồi, bản cực kỳ quen nhá. Mà để mà sưu tầm lại những cái chương trình này thì chắc chắn là các bác không kiếm được đĩa xịn của những cái bài này đâu, cho nên là mình có thể chơi cái đĩa tổng hợp như này, toàn những cái bản rất là hay hồi xưa chọn lọc lại vào đây rồi. Chứ bây giờ mà kiếm những bản này trên mạng thì thường là chất lượng thu âm của nó sẽ rất là kém, bởi vì chương trình từ hồi xưa họ không thể có những cái bản lót lét ở trên mạng được, thì mình có thể chơi CD tổng hợp như này, tiếng rất là hay mà âm thanh lại còn Hi-Res Audio, tức là khi mà mình thử vào những cái âm ly hoặc là những bộ dàn âm thanh có đủ chuẩn Hi-Res thì nó sẽ thể hiện được rõ những cái độ sắc nét này, độ chi tiết trong những cái bài hát này. Album nhạc Trần Tiền cũng thế này, lại là một album tuyển chọn từ những sắc màu của Hà Trần cho đến Chị Tôi Bằng Kiều hay là Mẹ Tôi Tùng Dương, Quê Nhà các thứ cũng có luôn. Thực sự là một cái list bài rất là hoàn hảo dành cho bác nào yêu cái chất nhạc du ca của nhạc sĩ Trần Tiến, nhiều ca sĩ thể hiện nhá, Bằng Kiều, Tùng Dương, Quang Lý, Hà Trần, cả anh Tuấn các thứ. Trăm rưỡi nhá, Hà Trần, à Trần Tiến quên, cứ nhìn Trần Tiến này mình lại nhớ ngay đến người cháu Hà Trần. Giản Dị Thu Hà Nội, album nhạc Phú Quang. Phú Quang hiện tại em đang có tổng cộng khoảng hơn chục album của nhạc sĩ này, nhưng mà Giản Dị Thu Hà Nội sẽ là một cái album tổng hợp được khá là nhiều bài hay, thì các bác có thể tham khảo thử. Trong này có Quang Dũng, Mỹ Hạnh, Trần Thu Hà, có cả những Thanh Lam, Cẩm Vân, Tấn Minh và đương nhiên không thể thiếu Ngọc Anh rồi. Điều Giản Dị Về Lại Phố Xưa, Thương Lắm Tóc Dài Ơi, Đâu Phải Bởi Mùa Thu, Phố Cũ Của Tôi, Sinh Nhật Đen, Hoàng Hôn Dốc. Và đặc biệt là trong này em thích nhất một cái bài nữa mà Ngọc Anh hát cực kỳ là hay, đó là bản gì các bác biết không? Bài số gần gần cuối nhá, đây này, Nỗi Nhớ nhá, trăm rưỡi nhá, Phố Đúc
lòng trắng. Nhạc tình hôm nay thì có thêm cả bằng Kiều Minh Tuyết, cặp song ca nổi tiếng của Trung Tâm Thúy Nga. Trong này thì có từ những cái bản quen thuộc như là Lâu Đài Tình Ái cho đến Mùa Đông Của Anh, hay là Yêu Thương Mong Manh, rồi đến cả những cái bản mà bằng Kiều Minh Tuyết hát riêng lẻ nữa, cũng đều là những ca khúc rất là quen nhá, chọn lọc. 150. Toàn bộ cái list nhạc ngày hôm nay em bật sẽ nằm trong cái đĩa Nguyễn Anh Chín đầu clip em vừa quay nhá. Các bạn nghe thấy không? Ca sĩ giọng trời ơi nghe nổi da gà luôn ấy, vì cái chất lượng phòng thu quá là tốt. Cái nền âm tĩnh này và âm thanh xuống rất là sâu, thành ra là mình cảm giác là nghe như là ca sĩ đang diễn trước mặt mình vậy. Em rất là thích những hòa âm của Đức Chí, và đặc biệt là những cái đĩa mà do Gia Định Audio phát hành, đa phần là chất lượng rất là, nói như nào nhỉ, nó hợp gu nghe nhạc của em ấy. Đây là cái gì đây? À, bằng Kiều chọn lọc tiếp, Thư Tình Gửi Em, trong này có khá là nhiều bài, tận 14 bài. Trong này có nhiều cái bản song ca nhá, em thấy có cả song ca với Hà Trần, song ca với Ngọc Anh các thứ, cả Lam Anh nữa. Bằng Kiều, Thư Tình Gửi Em, 150 nhá. Hôm nay em có thêm cả Mỹ Tâm, những cái bản hồi xưa, Tình Lỡ Cách Xa. Trong này sẽ có Ước Gì, có Hát Với Dòng Sông. Trời ơi, cái bài này hồi sinh viên chắc là nhiều bác hơi bị hâm mộ. 150 nha, đĩa chọn lọc. Kiếm được những cái bài này bây giờ hơi bị khó luôn. Thanh Lam album tuyển chọn cũng thế này. Hôm nay Thanh Lam cho, bây giờ được phải gọi là nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam rồi đúng không nào? Có tận 2 đĩa nhá, cũng là cái dạng chọn lọc thôi, nó không phải là cái phôi gì quá là xịn. Nhưng mà được cái là mình sẽ có những cái bài mà từ hồi xưa của Thanh Lam mà bây giờ kiếm rất là khó, như là Em Và Tôi này, hoặc có Mùa Xuân này, Im Lặng Đêm Hà Nội, Hoa Tím Ngày Xưa hay Lối Cũ Ta Về. Bây giờ mà kiếm được cái bản này thực sự là tìm trên YouTube cũng khó luôn ấy. Mà bây giờ mình được tổng hợp vào một cái đĩa phô đúc như này, chất lượng tiếng đảm bảo là nghe rất là ok. Trước hết là nó nghe hay hơn so với nhạc mạng đã. Thanh Lam Chia Tay Tình Đầu cũng thế, xem nào. Wow, cái list bài là không trùng nhau đâu nhá. Trong này thì em thấy có Giọt Nắng Bên Thềm, có Vĩnh Biệt Mùa Hè rất là hay, có Bên Em Là Biển Rộng. Mà hồi đấy Thanh Lam hát thì đúng là cái thời đỉnh cao rồi, không gáo rú như bây giờ đúng không nào. Bây giờ thì phong cách của Thanh Lam hơi thay đổi. Chứ hồi xưa giọng của Thanh Lam phải nói là hơi bị đỉnh đấy, đẳng cấp luôn. Tình Ca Thanh Tùng cũng thế này, là một cái album mà đảm bảo là những ai đang xem clip này mà tầm 8x, 9x chắc chắn là đều không còn xa lạ gì với Những Trái Tim Không Ngủ Yên, với Lũ Cũ Ta Về, với Hoa Tím Ngoài Sân của người nhạc sĩ này rồi. Và trong này thì tổng hợp toàn là những diva một thời như là Thanh Lam, Trần Thu Hà, Hồng Nhung, bằng Kiều Mỹ Linh có đủ hết nhá. Nghe kiểu nó bị rất là hoài niệm ấy. Cái thời xưa cũng làm gì chỉ nghe những bài này trên radio thôi đúng không nào, làm gì có đĩa các thứ mà được nghe bản chất lượng cao đâu. Nhưng bây giờ thì có bản CD, tốt nhất ít nhất là mình được nghe lại một cái thời sinh viên của mình, một thời trẻ của mình gắn liền với những ca khúc này, được nghe trên cái bộ dàn cao cấp. Bây giờ mình có thời gian, mình có điều kiện để mình chơi đúng không nào. Rồi, mình cũng kết thúc clip với hai cái bộ sưu tập đĩa nước ngoài. Thì đây là hai cái chương, những cái chủ đề nó cũng khá là mới về tại cửa shop em. Thì mọi người cùng xem thử nhá. Đây là cái bộ 4 đĩa gọi là Master Acoustic Song, tức là những cái bản acoustic nước ngoài. Acoustic thì các bác có hiểu đơn giản, nó là những cái bản nhạc mà chủ yếu là cái phần nhạc cụ như là guitar, piano, nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó làm nền. Và căn bản vẫn là phải giọng hát của ca sĩ sẽ là cái điểm nhấn, vocal cũng như là kỹ thuật của họ phải cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là quyến rũ thì mới làm được những cái bản acoustic hay. Chẳng hạn như các bác nghe Phương Phương Thảo đấy, hay là Mộc San các thứ, thì đấy gọi là acoustic. Cái phần nhạc nền nó rất là nhỏ thôi, rất là nhẹ nhàng thôi, chứ nó không phải điểm nhấn của cả cái bài hát. Căn bản là giọng hát ca sĩ phải hay. Đấy, thì đấy là một cái bản acoustic chuẩn. Thì trong này sẽ tổng hợp ra những cái bản acoustic từ nhiều nghệ sĩ đương nhiên rồi. Từ cái đĩa Vol 1 thôi em đã thấy có những Diêu Tư Đình, Giang Si Tinh này, có những Alicia Page với Rolling in the Deep này, có David Rhodes, rồi thì có Clara, Eric Clapton. Tea in Heaven là cái bản rất là hay của Eric Clapton luôn. Những bản rất là quen nhá, acoustic nổi tiếng. Đương nhiên là chất lượng phòng thu của những cái bản acoustic này cũng rất là cao, các bác cứ yên tâm. Đĩa tổng hợp nhá, em giao là 150 một đĩa. Vol 2 mình xem nào. Trong này em thấy có Richard Marx với Now and Forever, có tự nhiên lại có Yao Si Ting này,
xuất hiện rất là nhiều. Có The Rolling Stone với Angie, có My Silver, có Music Travel Love, hay là có George Hamilton này. 150 nhá. Đĩa phôi lòng trắng thôi, nó cũng không phải là cao cấp gì, nhưng mà được cái là hãng họ đã khéo léo chọn cho mình một cái list rất là hay, đỡ phải tổng hợp lại. Trong này tiếp tục lại có Richard Marx ở Vol 3 với Right Here Waiting. Em rất là thích cái bản này, thử âm thanh nó rất là chuẩn ấy. Lại có Jack Sitting với Hotel California, có Cherry Wheeler với Sylvia Hotel. Em Chú Em trong này cũng có cái bản giờ đây You Went Away này. Ở bên ngoài có ghi Let It Be, ai hát bài này nhỉ? Let It Be, Boys Avenue. Vol 4 xem nào. Unbreak My Heart của Tony Braxton này. Có Lionel Richie với bản Hello rất là quen này. Các bạn xem list bài nhá. Mình thích chương trình nào có thể chụp ảnh màn hình giúp em, hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ của Zalo. Bên em nhận ship sâu đây từ 3 đĩa trở lên. Mình phải ship từ 700 ngàn, bạn nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Thì đấy là bộ 4 đĩa acoustic. Còn bộ 4 cái đĩa favorite song này có cái gì đặc biệt? Thì favorite song mình cứ tạm dịch ra là những ca khúc mà được ưa thích nhất. Nhưng mà đây là đặc biệt là multi language, tức là từ nhiều quốc gia, tức là nhiều cái nhiều loại tiếng nước ngoài khác nhau. Đó thì mình cùng xem thử từng vol nhá. Em thì cũng mới chỉ nghe thử vol 1 thôi, nhưng mà đã nhận ra khá là nhiều bản quen rồi, như là Chat by Chat của Joy này, có Dona Dona của Chat Sitting này, có cái bản tiếng Pháp Jolie Taxi, rồi thì có Do You Remember của Phil Collins. Thì họ sẽ chọn lọc khá là nhiều những nghệ sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau, và đa phần những cái bản này đều là những bản nổi tiếng của những quốc gia ấy, không thì có Việt Nam thôi. Nhưng mà Nhật Bản này, nhạc của Nhật này, nhạc của Hàn Quốc cũng có nhá, nhạc của Tây Ban Nha, nhạc của Ý có hết, Pháp cũng có luôn. Đó thì nó gọi là favorite song multi language, nhiều quốc gia trên thế giới, những bản được ưa thích nhất nhá, favorite mà. Vol 2 này thì em chưa nghe, mới nghe vol 1 thôi, nhưng mà nhìn của mình tạm nghe qua list bài thì thấy có Modern Talking, có Eruption với One Way Ticket này. Họ chọn lọc rất là kiểu tổng hợp ấy, không theo một cái thứ tự gì cả. Nhưng mà chính vì tổng hợp thế mình lại được nghe và được khám phá ra nhiều những cái bản mà đặc biệt là nhiều người biết mà mình lại không biết, những cái bản nổi tiếng mà bây giờ mình sẽ được khám phá trong cái bộ 4 đĩa này. Vol 3, Paloma em biết bài này này, bản Scarborough Fair, nhưng mà đây là của Chao Sitting hát. Có Kiza Kiza, Ánh Trăng Nó Hội Lòng Tôi, cái bản này của Giao Peang Triệu Bằng chắc là các bác đều biết rồi. Còn những ca khúc còn lại thì trông cũng hơi lạ, nhưng mà chắc là phải nghe mình mới biết nó hay hay không. Mà đã được chọn vào đây rồi chắc là hay đúng không nào? Favorite song được ưa thích cơ mà. Vol 4 nhá, bộ 4 đĩa đang ra là 600 ngàn, miễn phí ship tận nơi nhá. Có Besame Mucho, có Revival, Heart of Gold của Boney M, bắt đầu có Chong Li này, The Vulnerable Woman này, có Simple Man, Over Over. Không biết, những bản này thì không biết. Vol 4 nhá, chọn bộ 4 đĩa là 600 ngàn. Chọn lọc nhá, rất là nhiều những ca khúc được ưa thích trên thế giới, thiếu mỗi Việt Nam thôi đúng không nào? Rồi ok, vậy là hôm nay thì em đã quay nhanh cho mọi người rất là nhiều những cái chương trình mới về đặc sắc trong tuần. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình, hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ của Zalo giúp em 0912 906 897. Và mình đừng quên bình luận ở phía dưới cái clip YouTube này là tối đa 5 lần 3 chữ số cuối của tờ 500 ngàn nhá. Nếu mà các bác đoán trúng 3 chữ số thì em sẽ tặng cho mình là 3 CD. Còn chỉ cần đoán trúng 2 chữ số thôi là mình vẫn được tặng 1 CD. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.